Tổng giám mục Marek Zalewski sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augusto thuộc giáo phận Oma, đất nước Ba Lan. Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của giáo luật, cậu Marek Zalewski học triết học tại Đại chủng viện Oma trong khoảng thời gian từ năm 1983 đến năm 1985. Năm 1989 tiếp tục học thần học tại Đại chủng viện Firenze Italia. Sau quá trình tu học dài hạn, ngày 27 tháng 5 năm 1989, Phó tế Marek Zalewski được thụ phong linh mục. Năm 1995, tân linh mục tiếp tục theo học trường ngoại giao tòa thánh. Sau 25 năm thi hành các công việc mục vụ với thẩm quyền và cương vị của một linh mục ngoại giao tòa thánh, ngày 25 tháng 3 năm 2014, Tòa thánh loan tin Giáo hoàng đã quyết định tuyển chọn linh mục Marek Zalewski gia nhập giám mục Đoàn công giáo Hoàn Vũ.